ông ngồi ra đuôi quá. Thấy các bạn, leo đèo đi khám phá mà dốc quá, không leo lên được. Úi xời. Đây các bạn, quanh rừng tre, bãi chăn thả trâu, có cây mít. Đây, anh em trong tem chui hang đây các bạn nhé. Đây còn một đường đi lên rừng, còn đường nữa các bạn ạ. Chào các bạn. Đấy, anh em trong tem đi nhờ một ông ở tại địa phương dẫn đường các bạn nhé. Đây, khung cảnh leo vào rừng. Khe suối các bạn. Nước chảy thì thôi rồi. Ôi xa. Đẹp lắm các bạn. Cây cối. Theo đường mòn. Ôi xa, đẹp quá. Ôi giời, quay lại các bạn ơi, quãng đường đã đi này. Ôi xa. Ôi. Cái chè này to quá. Xa thế. Trong này có hai cái cao các bạn ạ. Hai cái cao. À, lại thêm cái mít. Này chắc xưa có nhà ở đây hay sao. Đây là cái bể hứng nước mưa các bạn nhé. Lấy nước để phun thuốc. Sâu thuốc cỏ. Đây, bà con dòng chanh. Chanh. Chảy nhiều lắm. Ây da, mệt quá. Hả? Chành rồng chít chít. Ôi
Ô thì sao lại không đi thẳng xe máy lên đây? Đi xe một không được, đi hai giờ được, mất đầu. Đây các bạn ạ, leo lên rừng kia, chắc nó nằm trong rừng kia các bạn ạ. Ôi giời ơi, tôi đi khám phá mà mệt quá. Ôi giời ơi, đây bà con làm những cái bể để hứng nước mưa các bạn ạ, để phun thuốc cỏ này cho cây này. Mệt quá. Chân thấp chân cao nhảy hết cả xuống hô rồi các bạn. Ôi trời ơi, được lắm các bạn. Đến lần thứ ba rồi các bạn ạ. Mệt lắm. Đồ nghề. Khắc ra có bịch dây với cái đèn thôi mà. Mệt quá. Đã tới chưa? Ôi xa. Hai cái câu vừa quay các bạn. Mắc ca. Mắc ca. Mắc ca tươi. Rừng. Đây các bạn. Tôi bỏ hết đồ áo rét rồi. Giờ bắt đầu chui rừng các bạn nhé. Đàn bò trong rừng các bạn. Ui xa. Các bạn biết cây này cái gì không? Ui xa. Đây, ấy. Chui trong rừng. Lên kia. Đây các bạn nhé. Men theo vách đá này. Đấy. Bắt đầu leo lên gần cái miệng hang này. Đúng dây quá. Dây cắt ngang bụng rồi. Ôi trời, chui xuống. Vừa phải quay vừa phải cắt đồ. Ôi trời. Đấy. Vận chuyển được phụ kiện lên miệng hang mệt lắm các bạn ạ. Đây các bạn. Chung đây. Ha ha. Đoạn ngã đấy nhá, sâu lắm đấy. Bổ gốc cây, gốc tre kìa.
cây gỗ này chắc đây bắt đầu thì cứ bình tĩnh. Đây có cây này này. Đây. Bắt đầu giữ đồ nghề hết rồi. Đây. Ông thần rừng. Mang lên thì cứ buộc vào, buộc chắc. Đấy. Tem bảo hiểm. Cái dây buộc chắc cho thầy đây. Dây chắc rồi. Từ 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 không ạ? Từ từ để cho bật cái đèn lên đã. Đó, thử xem tí cái bát xuống. Đây các bạn nhé, bật hết. Xong từ từ nhé. Để mình bật lên nha. Đấy. Toàn dân cao thủ hết rồi. Ông ơi đợi đợi ông ạ. Đợi mọi người cùng xuống. Bật xem là cái nào sáng. À, bật một phát cả hai đèn cầu sáng luôn các bạn ạ. Đấy. Để như nào này? Thả cái dây to được xuống. Cả cái này đi để. Ô, thế này phải đi chân đất à? Chân đất thôi. Chân đất đi cho chắc ăn. Rồi, để mình tiếp tục. Đấy. Nào đang xuống một dây sắn. Quá liều. Đang trong quá trình cái đèn xuống cho cái đèn xử lý. Xuống các bạn nhé. Xuống bắt đầu xuống ấy. Ê, dạ dạ. Đây các bạn nhìn kìa. Đang mải quay này, lấy cả. Đây máy. Đây máy. Đưa đi. Đây cả từ từ máy đây em cầm em quay ngược. Mà xuống thì chắc ăn lấy cả thôi. Cầm máy cẩn thận, bỏ máy cái đoạn này đi. Tí nữa quay thôi. Cứ quay là... Ngã của mẹ. Cứ xuống đây. Đây quay lên cái kia cho. Quay từ cổng từ trên cái xuống nó mới nhìn đẹp. Kìa các bạn kìa. Đấy, dọi đèn sang nha. Đấy, bây giờ hai anh em. Đá hàng triệu năm tuổi. Bạn thấy không đây? Ôi, đá này các bạn. Từ hai này để từ xuống trước. Cho vào đây, cái này cho vào đây. Cho hàng vào trong. Trần hàng. Quá nhũ đá. Bây giờ cầm nhá, đỡ nhá. Tôi quên không một cái đèn nó anh trả vào đây. Quá khủng luôn. Toàn nhũ nhũ đá. Một tay cho cầm cái này cho mình. Cầm một kia, tất cả một kia. Tôi quay em quay này cái này mày này, nó sáng mà cái đấy. Quay nhìn thấy sáng. Sáng. Này. Các bạn ơi, bây giờ tiếp tục mình sẽ đi.
đều đấy. Lu đá thôi ạ. Đi phải vác cái đèn này đi em ra nào. Quá đẹp luôn này. Lở trời toàn lũ đá thôi. Trong này có cả con ốc đá các bạn, nhưng mà chắc chết rồi. Đấy, đem vào hết trong hang các bạn nhé. Đây là cửa hang thôi mà đã nhìn thấy khủng khiếp này. Đấy. Đấy. Bảo lắm. Phút tầm. Thường thường là ở những cái hang này là hay có chăn và rắn các bạn ạ. Vào ở trú đông thì là những con rơi. Rơi là rơi ở trong hang là nó vào đây. Những cái nhũ đá này. Đấy. Đây là cũng đã bị một số người vào nhưng cũng đã khai thác. Phá. Đây. Các bạn nhìn thấy gì không? Một thác nước này. Đây. Đây các bạn nhìn nước chảy từ trong ra này. Đấy. Cho này nhá. Đây. Đấy, chảy trong ra. Đấy. Đẹp. Hơi chảy đây, một thác nước luôn này. Đấy. Đấy. Thác nước chảy gợn sóng luôn. Các bạn thấy không? Đấy. Đội cái đèn đội đầu này nó rót cho nên là soi nó không được thật, hình ảnh không đẹp đây. Giờ dùng cái đèn này. Solar light các bạn ạ. Đấy. Soi cho các bạn xem một thác nước. Đấy, chảy nhũ đá này. Đấy. Giờ bắt đầu mình đi theo họ vào trong các bạn ạ. Thế này thì là đá nước chảy nó ra thôi. Hy vọng là vào trong này sẽ kiếm được con chăn con rắn gì to cho các bạn xem. Đây là một thác nước các bạn nhé. Nhũ đá chảy ra qua 1.000.000 năm rồi các bạn. Để, đấy. Như một tổ ong mật luôn các bạn ạ. Chùm xuống này, đây thế này. Đấy. Đây là quá trình vôi hóa từ nước trong các hang động là nó có cái này các bạn này. Rất nhiều những mạch nước chảy ra và cần đa vôi tạo thành nhũ đá này. Đây là một cái hố nước các bạn, giếng nước. Nhưng mà về mùa này mùa khô như nào cạn rồi, mùa mưa thì mới có. Đây, ốc đá chết. Ôi trời. Ấy, đi vào sâu trong hang thì càng ngày vào trong thì đây là nó sẽ hẹp lại các bạn. Rất hẹp. Trên này là một cái ngách khác. Ôi, trên này các bạn nhìn thấy gì không? Đây, quay ngược ra lởm chởm. Khối đá mình vừa quay. Đây nữa này. Đây là một cái thác nước bằng đá. Khủng. Đây là một cái ngách, ngách này là ngách đi lên, mình hạn chế về chiều cao, cho nên là chưa soi được. Trên này có cái gì? Để các bạn chui vào cái hang này thì càng đi càng bé nhá. Và trong này lại to rồi. Úi trời, đây. À đây các bạn, đây nó ở cái thác này. À, nhưng mà từ nãy giờ chưa thấy có một con gì. Kìa, rơi, thấy con rơi rồi. Bay trên tận lóc hang. Phải đi cái đã. Đi không tí lạc mất tem các bạn ạ. Đấy.
Trong này là một cái hang. Phải soi vào đây. Muốn tìm chăn, tìm rắn, tìm mấy thì phải chui vào những cái hang như này. Để chăn rắn thì là nó ở trong những cái hang tối này. Vì nó là động vật biến nhiệt mà các bạn. Nên về mùa đông là nó hay ẩn ở trong những cái hang đó. Úi xồ, úi xồ, úi xồ, các bạn nhìn thấy gì không? Rơi bay, quáng rồi. Choáng rồi. Choáng rồi các bạn ạ. Lao vào đá rồi. Đây các bạn ạ, đây là cái nước chảy tạo thành cái giếng. Đấy, rơi. Đây là cũng có khá nhiều người vào ra vào rồi các bạn ạ. Đi cũng thấy nhẵn. Mình cũng là không biết là người thứ bao nhiêu rồi. Trong này có cái lầm. Thử đi tiếp. Đây các bạn. Quay xa cho các bạn thấy. Đây. Lại có con đường chui vào. Được đi thì ở đây có nước. Úi giời. Cắt máy vào túi đi. Cắt điện thoại vào túi đi, chuẩn bị cho đấy. Tạm dừng để nhảy xuống phát này các bạn nhé. Úi giời, còn sâu không? Có giờ tít thì. Giờ đi ở đây khó nha, hẹp lên nha. Đi hơi cuốn tí. Ê, tận trong hang cùng ngõ hẹp mà có con gì được gọi này? Đóng đá luôn, hóa thạch. Chụp lại kiểu ảnh cho các bạn xem nhé. Con này chắc là bị bắt tha vào đây rồi chứ không phải là ở trong này. Đang dính xào vào thử xem nó có cái gì không. Không phải, cái này nó là bông bông. Xốp. Ôi trời. Ôi, tiếp tục chui các bạn ạ. Ấy. Tìm đi trước. Mở đường. Bắt đầu ít không khí lắm rồi. Ây da da chui. Đây, cúi xuống thấp tí. Và không tí nữa đây các bạn. Toàn gai đá đập vỡ đầu. Đây là một suối các bạn ạ. Nước chảy mòn đi này. Alo. Alo từ đáy chưa? Từ đáy không vào không? Quay rồi. Không vào được à? Vào được. Không vào không? Ô hay. Đây là đèn đấy. Đây đây. Để cái đèn đi ở đấy thôi, trong này có đèn. Bò các bạn ạ. Bò như con chó. Cái hố. Bây giờ mình có chín nhà kèm 20. Quay ra là vừa đẹp. Quay ra là kịp cho ông về ăn cỗ. Để cho anh cả đứng ở dưới này đi. Thì cả quay đi, em đứng lên đằng sau. Sau ống kính. Tới đây các bạn ạ. Cái đáy này. Lấy cái đèn quay đi. Đáy này không đẹp lắm. Ở đây hẹp thôi. Gì vậy? Em nhìn quay ra. Nhìn được không? Úi trời. Ây. Đi ra đi. Gặp đi quay những cái phần hát ở đây. Tối ra mới hay gì. Là đây thiếu không khí nóng ấy. Sao bạn? Nóng quá nhìn. Để các bạn ơi tiếp tục hành trình đi ra các bạn nhé. Hành trình đi ra chỗ này chậm lắm các bạn. Mình thì khoảng hơn 70 cân. Cứ ở chỗ này khá là chậm. Nói chung là bò các bạn nhé, các bạn nhìn thấy bò giống
Giờ con gì thì các bạn tự tưởng tượng nhé. Thật sự là làm những video khám phá này không hề đơn giản các bạn. Video khám phá thì luôn luôn là những video rất là vất vả. Ông đã vào lần nào, ông vào lần tận trong này chưa? Ôi trời ơi, bò bò ngày xưa ta bò bò những con chó này nó. Ôi đây này rồi. Nãy vào là nó xuôi dốc là dễ, giờ ra ngược cho nên là ơi khó. Phải đảm bảo âm thanh ánh sáng cho nên và đèn hơi nặng. Ôi trời, ôi trời ơi, ôi trời ơi này các bạn ơi, các bạn em nhìn vào cái cảnh này không, một quả suối này. Nhìn cái cảnh này tắt đi này. Nhưng mà ai dầm em hết các bạn nhé. Một người đều dầm em hết. Tức là trong mùa này thì nó ít nước, quay rất nhiều hang rồi. Nhưng mà hôm nay mình phải quay được cái hang này thì thực sự là cũng không nhiều nước cho lắm các bạn. Mình sẽ quay ra mình đây nó rất là rộng và sâu. Ôi trời, mệt quá. Trời nóng lắm các bạn. Không có không khí, ít không khí loãng này. Nhiệt độ cao, lắm lắm kìa. Đấy, đá chảy thành cột. Kia là chỗ kia là nước chảy xuống, giỏ xuống, mòn đá đây các bạn. Nước chảy đá mòn đấy. Thôi cứ đi đi. Không thể có ánh vàng, chắc không có vàng. Lên đi để ta lên. Cần đèn cho nó. Cứ lên đi. Trèo nó sang nhà của mẹ. Đây phải cẩn thận tối đa. Cất máy vào mình trèo. Đây các bạn thấy. Má mà đá. Cứ lên đi, lên đi, lên sang ngược lại. Đi được mà. Sang ngược lại nhé. Để tốt. Đặc công ngày xưa thua mình các bạn ạ. Các bạn.
thì mình rất nghĩ ở trong này thời chiến tranh ngày xưa, ở đây có nhà máy sản xuất sắt thép của Trần Hưng Đạo các bạn, ở thôn Bình Thể, xã Bình Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang các bạn, năm 1945 thì hiện tại đây là thôn này có nhà máy Trần Hưng Đạo chuyên sản xuất vũ khí đạn dược và các loại máy móc nông nghiệp, công nghiệp. Hàng này ít rơi lắm các bạn ạ. Không có rơi mấy. Mấy con bay bay trên đỉnh. Ấy à, xuống quáng. Kim loại các bạn nhé. Giờ mình đi lên thôi, bởi vì thời gian khá là dài. Xong thì gần như là mình khám phá hết rồi các bạn nhé. Hôm sau mình sẽ mang máy dò kim loại vào đây để xem nó có cái gì không. Tưởng có nhiều rơi, làm bữa thì rơi nhưng mà không có. Nếu mà trên này ở đây một bên chắc chắn là nó cũng không cảm các bạn. Ngày xưa thì nó đẹp. Cái đoạn này thì đẹp này. Vâng, trong này chỉ toàn món ăn mầm đá thôi. Mầm đá có nhiều. Đấy. Quay ngược lại xem cái này. Đấy đây. Các bạn nhìn thấy không? Thác. Một thác đá luôn, thác nhũ đá luôn, nước chảy luôn. Đây. Hãn đang hình thành các bạn nhé. Đây. Nước chảy bóng này. Đấy, thác chảy rất bóng, nước chảy. Hãn còn dò từng giọt nước các bạn nhé. Đây. Đấy, hãn còn giọt nước nhỏ. Đấy. Vẫn đang trong quá trình hình thành và tái tạo. Nước đâu nó vỡ hay là nó sập xuống thì không biết chạy đường nào các bạn. Nói chung là cái hang này còn nhiều điều cần phải khám phá. Sau mình sẽ quay lại đây. Này là mưa gió là nước là trôi hết xuống đá, trôi hết đây. Trông như một lải chuối luôn các bạn. Đẹp chưa? Kia là cửa ra các bạn nhá. An toàn hơn là hang. Tốt mốt trên đỉnh. Để biết được có cái hang đã là khó rồi. Mà để mà lại tìm được kho báu thì khó hơn. Rất là lãng mạn. Rất là đẹp. Đây có cả một con ốc. Ốc sên. Chết. Một thác nước có ít nước quá rồi các bạn. Chảy xuống. Chẩm tích từng lớp. Kìa. Một cái vương miện bằng kim cương đá. Từ năm bao nhiêu ạ? Từ lúc mà tịch mình khoảng 40 năm. 40 năm? Hơn 40 năm. Nhưng ngày xưa chắc là nó nhiều nước hơn bây giờ. Cứ vào mùa hè thì nước nó chảy vào, nó rơi xuống theo này này. Thì cái nhũ đá này nhũ đá thì nó mới đẹp. Còn mùa này thì nó không có nước khô cho nên là nó cạn hơn. Đây này. Cái này đẹp thì đã bị họ đập. Cũng có người vào đây đập. Không thấm gì đây này các bạn này, cái chỗ này nhìn nó mới ok này. Cái mùa hè nó nóng, chỗ này bắt đầu ẩm ướt thì nó nhìn nó long lanh. Đây là một thác nước. Ừ. Chỗ này là chuẩn là một thác nước. Cái nước nó cứ rơi xuống tổng luôn. Ông bám chắc cái dây rồi nhá. Đấy, lên đến cửa hang các bạn.
Dưới này nó thiếu không khí nó loãng nóng. Đấy, cả một chùm chùm đó. Nhũ ánh sáng nó phải mờ mờ ảo ảo này nó mới 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 phê các bạn ạ. Không lên à? Ra bỏ túi chứ. Thôi lên lên chưa đi. Cứ đây, lên đi. Nó chưa xong kéo lên. Tem này nãy nặng xuống thì dễ giờ leo lên. Được đấy. Treo lên cái bậc đá kia trước. Cái bậc đá đấy. Đấy. Leo đấy trước không bắt đầu bám vào thang lên được. Thành viên nặng cân nhất đội các bạn ạ. Đáng leo. Bảo vệ cái đầu con nó đánh cho view đầu. Sợ gãy mỏm đá. Từ từ. Bộp một cái vào người, quấn quấn một cái vào người, một cái đu. Cái này à? Chạy đâu? Không được đâu, không có chân ở đây được đâu. Từ đi xuống tận âm ti địa phủ gặp Diêm Vương các bạn. Mà ông không tiếp. Ông bảo mày về đi, hôm nay tao bận.